Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trải qua 48 giờ biến thành quái vật mèo, thủ lĩnh của sở thú Junomaly. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? Tại sao tôi đã biến thành hình dạng như thế? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Cuối cùng tôi đã tìm thấy được mấy người rồi. Làm ơn cứu lấy loài mèo của chúng tôi. Lũ con người đang sắc mắt chúng tôi, lột da lấy thịt để làm thức ăn cho bọn chúng. Quỷ thần thiên địa ơi, cái thịt mèo mà bọn chúng cũng không tha nữa. Không biết có thứ gì mà bọn chúng không ăn được nhỉ? Có khi nào cả phần bọn chúng cũng ăn luôn không? Khốn kiếp, lại là lũ con người nữa. Bọn chúng hết lần này đến lần khác, ta nhịn không nổi nữa rồi. Này, thủ lĩnh quái vật mèo, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Chết tiệt, bây giờ tôi không thể nào bình tĩnh được nữa. Bọn chúng lại gợi tới nỗi đau năm xưa của tôi. Lúc đó, tôi là một chú mèo rừng con. Tôi có gia đình và tôi có mẹ rất yêu thương chúng tôi. Cuộc sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cho tới một ngày, mẹ tôi đi kiếm thức ăn về, người của bà ấy đầy máu. Chạy đi, chạy nhanh đi các con. Bọn chúng sắp tới đây săn chúng ta rồi. Nhìn thấy mẹ tôi ngã quỵ trước mặt, chúng tôi vô cùng đau lòng. Bỗng dưng một tiếng súng vang lên, các anh em của tôi bỏ chạy hết. Chỉ còn một mình tôi ở lại với mẹ. Tôi tiến gần bà ấy, khóc nghẹn không nên lời. Nhanh lên, ở đằng này nè tụi mày, phát hiện ra một bầy linh miêu luôn. Mau, bắn gục chúng nó đi. Vậy là chuyện kinh hoàng nhất cũng đã xảy ra. Lũ thợ săn con người khốn kiếp đó đã ập vào hang ổ của chúng tôi. Bọn chúng nã đạn bắn súng vào người của chúng tôi. Những anh em khác của tôi chưa kịp chạy ra khỏi khu rừng này đã bị bọn chúng bắn gục. Nhìn kìa, còn một con linh miêu con nữa. Mau, giết nó luôn đi, rồi chúng ta thu cả ổ. Từ lúc đó vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng nhìn thấy mẹ và các anh em của tôi ngã gục trước mặt tôi rất căm phẫn, tức giận. Tôi đã liều mạng lao đến phía của những tên thợ săn đó, cấu xé và giết chết được một vài tên. Nhưng bọn chúng rất hung tợn. Bọn chúng liên tục bắn vào người của tôi. Người của tôi chi chít vết đạn. Tôi rất đau đớn. Mẹ kiếp, con linh miêu con kia còn sót, nó tấn công người của chúng ta, phải giết chết nó bằng được. Nó chạy kìa, mau đuổi theo. Tưởng đâu số mạng của tôi sẽ kết thúc tại đây. Nhưng thật không ngờ, khi tôi cố gắng lết ra khỏi bìa rừng, tôi phát hiện một vật thể hình tròn vô cùng kỳ lạ. Bên cạnh vật thể đó có một luồng ánh sáng xanh rất đặc biệt. Tôi liền nhào tới, nuốt lấy thứ ánh sáng xanh đó. Tôi thà tự vẫn chết còn hơn là để lọt vào tay của lũ thợ săn đó. Nhưng thật không ngờ, thứ ánh sáng đó lại thay đổi cuộc đời của tôi. Mẹ kiếp, con mèo rừng đó đã biến đổi thành hình dạng quái gì rồi kìa. Mau, giết chết đó. Lúc này, cơ thể tôi trở nên quái dị, kinh tởm. Nhưng súng đạn của lũ thợ săn không làm được gì tôi nữa. Tôi liền tức giận quay lại, nhai ngấu nghiến từng tên và giết sạch bọn chúng. Bọn chúng la hét trong đau đớn khiến tôi càng kích thích. Đừng lại đây, tao không muốn chết đâu. Tao còn chưa biết bụi đàn bà mà. Khó, chết mẹ mày rồi con. Cuối cùng tôi đã giết sạch lũ thợ săn, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên phi thường đến như thế. Thì bỗng dưng Cuối cùng thứ năng lượng biến đổi đã thành công rồi. Đã thật sự thành công rồi. Không lẽ còn có tên con người thợ săn nào còn sống hay sao? Chết tiệt, ngươi đâu rồi? Đừng hòng trốn thoát. Đừng hiểu lầm, ta không phải là lũ người xấu xa đó đâu. Ta là một nhà khoa học ngoài hành tinh. Ta tới trái đất này là để thí nghiệm năng lượng xanh mà ta vừa mới tạo ra. Cái quái quỷ gì thế này? Ngươi, à khoan, do ngươi mà ta biến thành hình thù quái dị như thế này.
Mau, mau, biến đổi ta trở lại thành con mèo bình thường đi. Hãy bình tĩnh, nghe ta nói. Nguồn năng lượng xanh đó đã giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn. Ta còn rất nhiều ở trong chiếc đế bay đằng kia. Thì sao chứ, có liên quan gì tới ta? Thật đáng tiếc, khi ta đáp xuống hành tinh xanh này, không may va chạm rất mạnh với mặt đất, ta đã văng ra và gãy hết xương trong người. Lúc này ta không sống được bao lâu nữa. Bây giờ nhờ cậy ngươi, hãy điều khiển đi bay đó bay khắp mọi nơi và truyền thứ năng lượng xanh đó vào những sinh vật mà ngươi muốn. Cái gì chứ, một mình ta bị ngươi biến đổi ghê tởm như thế này còn chưa đủ hay sao, còn muốn ta đi hại sinh vật khác? Đừng hiểu lầm, thứ năng lượng xanh của ta nó có tác dụng phụ là làm cho các ngươi xấu xí đi, nhưng nó sẽ giúp các ngươi mạnh mẽ hơn, thông minh hơn. Nếu ngươi truyền đầy đủ cho nhiều sinh vật khác rồi thì hãy cùng nhau lên đi bay tới một nơi gọi là sở thú Junomaly. Các ngươi sẽ sống vui vẻ và an toàn tuyệt đối ở đó. Hả? Tại sao ông lại làm như vậy? Mục đích cuối cùng ông muốn gì ở chúng tôi? Đừng sợ. Tôi chỉ muốn tốt cho. Này, nhà khoa học ngoài hành tinh. Thế là vì muốn trả ơn ông ấy cứu tôi, nên tôi quyết nghe theo lời ông ấy và đi vào chiếc đĩa bay kia, điều khiển chiếc đĩa bay đó bay khắp mọi nơi, hòng muốn truyền thứ năng lượng màu xanh cho những sinh vật đang gặp nạn giống như tôi. Chết đi, lũ đồ khốn kiếp. Bọn tao sẽ lấy mai của chúng mày để làm thuốc đặc biệt cho bọn tao. Sau khi bay một hồi được vài tiếng, thì tôi đã bay qua một vùng băng giá và nhìn xuống phía dưới thấy có một cuộc ẩu đả. Dường như là lũ người đột biến đang bắt những chú rùa tội nghiệp. Không thể nào đứng nhìn, tôi cũng nhanh chóng đạp xuống. Đau à, anh đau à. Xin đừng, loài rùa chúng tôi sống hiền lành, không đụng chạm gì tới loài người các ngươi. Tại sao các ngươi lại tàn độc đến như vậy? Con rùa chết tiệt này, bọn ngươi không biết tất cả sinh vật sinh ra trên cái hành tinh này đều phục vụ cho con người bọn ta hay sao? Bọn ta chính là loài trí tôn, là vua của nơi đây. Còn các ngươi chỉ là rác rưởi, cùng lắm là thức ăn của bọn ta mà thôi. Cái gì thế này? Lũ nhân loại, các ngươi đúng là những kẻ độc ác. Bọn bình thường đã vô cùng xấu xa rồi, giết chết loài mèo rừng của chúng ta. Còn bọn đột biến này còn tàn nhẫn hơn nữa. Không được, hôm nay ta nhất quyết phải tiêu diệt sạch sẽ các ngươi, cứu lấy những sinh vật vô tội ở đây. Hả? Mẹ kiếp, cái thứ gớm ghiếc gì đến tấn công chúng ta thế kia? Chết tiệt, nó dám xen vào phá chuyện của chúng ta. Mau, đặt cho nó chết luôn đi. Đúng như những gì mà nhà khoa học ngoài hành tinh đã nói, thứ năng lượng của ông ta mà tôi đã hấp thụ vào giúp cho tôi vô cùng mạnh mẽ. Không bao lâu chiến đấu, tôi cũng đã giết sạch lũ người đột biến ở đây và cứu lấy chú rùa tội nghiệp đang hấp hối kia. Không, gia đình của tôi, vợ của tôi, con của tôi, mấy em bồ nhí xinh đẹp ngực bự mông to của tôi chết hết rồi. Ôi, chết tiệt thật, lũ con người khốn kiếp đó. Đúng rồi, tôi có những nguồn năng lượng xanh, có thể giúp họ sống lại, nhưng có điều họ sẽ trở nên xấu xí mà thôi. Cái gì? Mày làm ơn cứu họ đi. Đúng rồi, nào đi bay, hãy truyền năng lượng xanh cho những chú rùa này đi. Mau dừng lại, người không được cứu bọn chúng, linh hồn của bọn chúng đã thuộc về ta, ta cần phải dẫn bọn chúng xuống địa ngục. Là quỷ câu hồn hay sao? Không được bắt họ đi. Cái gì? Quỷ câu hồn à? Đúng vậy, con mèo xấu xí kia, đây không phải là chuyện của ngươi. Ngươi đừng xen vào, bọn chúng đã chết rồi, đã thuộc về thế giới địa ngục rồi. Nếu ngươi làm như vậy, ngươi sẽ cãi lại ý trời. Ta cãi lại ý trời thì sao chứ? Ta sẽ cứu bọn họ. Hả?
Ngươi làm cái quái quỷ gì vậy? Ý trời mà ngươi cũng dám cãi. Vậy thì ta sẽ câu luôn linh hồn của ngươi và bọn chúng xuống chung một lúc. Không hay rồi, cậu mau chạy đi. Cứ mặc kệ lời rùa chúng tôi. Không được, không được. Hắn sẽ câu hồn của cậu mất. Hắn mạnh lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Năng lượng trong đĩa bay của cậu, cậu hãy hấp thu thêm vào nhiều coi thử xem sao. Đúng rồi ha. Mình hấp thu một phần đã mạnh như thế này, nếu mình hấp thu thêm nhiều phần nữa thì chắc chắn mình sẽ giết chết được tên quỷ câu hồn kia. Đi bay, lại đây truyền cho ta nào. Cái quái quỷ gì thế này? Người không lẽ là sinh vật ngoài hành tinh à? Đúng, nhưng mà cũng không đúng. Cơ thể ta là một chú mèo trong trái đất này, nhưng sức mạnh ta đến từ ngoài hành tinh. Ngươi hãy nhận lấy nè. Hôm nay ta phải đánh bại ngươi, cứu lấy những chú rùa tội nghiệp kia. Ngươi đi quá xa rồi đó. Nhưng sức mạnh ngoài không gian của ngươi không thể chống lại tự nhiên đâu. Chết tiệt, chết tiệt. Mọi người không thấy, những chú rùa ở đây chết oan chết ức à, vì lũ con người đột biến giết hại hay sao? Tại sao không cho họ một cơ hội được hồi sinh lại chứ? Bởi vì đây là kiếp nạn của loài rùa cần phải trả. Bọn chúng chết rồi, ta câu hồn bọn chúng xuống địa ngục. Nếu bọn chúng không làm gì sai thì sẽ được hồi sinh trở thành kiếp mới, làm một sinh vật mới. Còn người hiện tại đang chống lại quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử. Người cẩn thận, người sẽ phải trả giá đắt đó. Cầm mồm ngươi lại. Ta không quan tâm gì cả. Ta chỉ làm những việc mà ta nghĩ là đúng mà thôi. Hãy chết đi, quỷ khốn kiếp kia. Chết tiệt, ngươi sẽ phải hối hận. Thành công rồi. Này, chú rùa, tôi sẽ hồi sinh lại đồng loại của cậu. Không, đừng làm như vậy. Nếu không, cậu sẽ làm trái quy luật tự nhiên. Cậu sẽ nhận kết quả đắng cay đó. Tôi không muốn hại cậu đâu. Nhưng mà Cậu đã cứu mạng tôi. Vậy là quá đủ rồi. Hãy đem thứ sức mạnh trên đĩa bay đó đi giúp đỡ những sinh vật gặp nạn khác đi. Loài rùa của chúng tôi như vậy là quá đủ rồi. Hãy đi. Mặc dù vô cùng đau lòng, nhưng những lời nói của chú rùa cũng khiến tôi thức tỉnh. Thế là tôi lên đĩa bay và bay khắp mọi nơi để giúp đỡ những sinh vật khác. Và những sinh vật đó chính là các cậu. Tôi đã cứu lấy các cậu, biến đổi các cậu trở thành những quái vật Zoonomaly mạnh mẽ hơn. Thủ lĩnh, bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả rồi. Khốn kiếp, lũ con người đó lại làm cho nỗi đau trong lòng thủ lĩnh tăng lên một lần nữa. Được rồi, chúng tôi sẵn sàng theo thủ lĩnh tới thế giới con người, cho bọn chúng một bài học. Vậy thì chúng ta đi thôi nào.